Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nữ chủ tịch huyện Nhân Trạch bị cách chức vì sai phạm trong kê khai tài sản. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, việc kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương là căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai. Trước đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư huyện ủy đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương vì không trung thực trong việc kê khai tài sản. Đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Trước đó, tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Căn cứ kết luận số 53 kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy về xác minh tài sản, thu nhập đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương. Qua kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định số 69 quy định trung ương của Bộ Chính trị khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét kiến nghị Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Như đã thông tin, cách đây không lâu, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa trên 171 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận. Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy vào cuộc kiểm tra và có kết luận, bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định của Bộ Chính trị. Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, bị Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng. Tại cuộc họp sáng 19 tháng 6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá ông Yên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình. Ông Yên còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị công tác. Ông Nguyễn Văn Yên, 58 tuổi, quê huyện Mê Linh, Hà Nội, từng có thời gian dài công tác trong ngành công an. Cuối năm 2006, ông là thư ký của Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. 4 năm sau, ông được bổ nhiệm làm vụ phó công tác phía Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Từ tháng 1 năm 2022, ông Yên làm Phó Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách lớn lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Cũng tại cuộc họp này, Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng với ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Ông Kim bị đánh giá suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Kim cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Ông Kim trước đó bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông bị cáo buộc mượn tên người thân, làm giả hồ sơ để thâu tóm gần 140 hectare đất rừng. Theo Bộ Tài chính đề xuất có thể mua tên phòng chống tham nhũng với giá 50 triệu đồng trên một tên. Theo dự thảo, nguồn kinh phí gồm
nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật nếu có. Thông tin từ báo Điện tử Chính phủ cho biết, ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương, kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng, phân bổ qua Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và đảm bảo các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, phân bổ qua Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy. Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và đảm bảo các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Dự thảo nêu rõ nội dung chi gồm chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh nếu có, chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền nếu có, chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn, chi hội nghị, tiếp khách, chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát do Ban chỉ đạo Trung ương hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh thành lập, các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh, chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất. Mức chi cho các nội dung quy định trên thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Thông tư này quy định cụ thể một số mức chi như sau. Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán đã được giao. Chi hội nghị, tiếp khách, chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát cho Ban chỉ đạo Trung ương hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh thành lập. Thực hiện theo quy định tại thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị, chi mua tin tối đa 50 triệu đồng trên một tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể. Trường hợp đặc biệt, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể thường trực Ban chỉ đạo Trung ương xem xét quyết định việc quản lý sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật. Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất. Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.